โอเคฉันจะนอยจงคอยในท็อปิกนี้คือยังใหญ่ปี Room Assistant Room Assistant ฉัน Room Assistant นั้นก็จะ Persistent Library มุ้ยได้จะภายมุ้ยใน Architecture Component ฉัน Architecture Component นั้นคือจะประเภทโอ Library Support Library ทำไมได้ข้างAndroid khang Google Developer kì đào ở dưỡng nơi bộ phết Architecture Component nâng chân nâng khăn ông nâng cứ miên include Room Persistent Library chân kì bà kai mát đầm bay chia chùm núi ai Android Developer dưỡng nâng chân nâng bế khăn ông cá dưỡng thơ chỉ lạc là Azure Ally chúng ta đã bê đã toàn miền Room Assistant nâng cư dương thờ dây code là cái này tha dương thờ bậc cát đất bé bậc cát ai khuôn ai dương thờ connect dương thờ xe tư bia là cái này tha dương thờ dây code chân chúng kê bậc cát là nâng máu đầm bay cát bạc thôi ca dây code bậc dương nâng hơi nâng ra phim nguyên số dương mà chân nguồn tiết đầm bay ở ca bậc cát nâng xe tư can đất bé lươn chừng một chúng lươn chiến Azure Ally chẳng Azure Ally không Android dương cho phở nó dương cái phở room room được không ok chẳng hay đây bằng cái thử ca phở room nè đã ra tại room which is compile time verification này Azure query dương đang giải ra cho mỗi nâng Azure Ally dương thử sẽ xe Azure query nằm bay insert into hay nâng select được đã lẽ khăn mà chẳng muốn xem tiết chứ chẳng buồn room vĩnh cứ mình bạn này thay dương ở xe chủ ở khu đi tầng ai bạn này thay dương ác chia viên nông ca sẽ xe mà chẳng muốn được config mà chẳng muốn này ủ tiêu hóa thay được chia annotation entity ủ tiêu hóa thay dương trong bạc cát đại đỡ bé rư có table chẳng dương khoản tập bạc cát class dương follow tam step bó Room Persistent nâng tới cứ viên nâng tựa bán theo bộ ở dưỡng mùi ok chân thật ra đặc biệt check nó bê compile time chân viên nghe số nông cá handle crash application which hay chân xin tại hay nâng theo bộ đặc bản ok chân thật ra tại dưỡng phở nấu thay sân chân nguồn ca bạc ca ca sẽ query mà chân nguồn đại dưỡng ai chân nguồn bạn nâng chân viên avoid boilerplate code boilerplate code bạn này thay dưỡng sở xe code chọn khả năng ca perform ca nghe nào mùi hay room nâng viết xuống integrate cho mùi nâng architecture component xây tiết được chia bộ live data chỉ đàn nâng okay. Chứ một phép bộ live data ní vi hiện cầm đặt vi hiện advantage chân dương thử dương nâng sắc xa viết nâng được chỉ mê hiện chất trong khỏi đá cứ dương nâng sắc xa viết nơi chỉ nói topic âm vi âm pattern nâng nhóm nâng bình là live data nè ok lỡ dương hiện thầm room sẵn cứ sẵn nâng nông architecture component chứ cái này dương ai cho check bán dương ai đặt android architecture component chứ không Android nâng cái dương này cái bắt đầu khang Android developer cái bắt đầu Android architecture component nâng mùi đã chỉ này nấy Android Jetpack chứ dương Jetpack library cứ việc bắt đầu ở dương chớn chứ không nâng viên miên architecture component chứ như mới tức architecture component cứ chia collection nấy library đã chui ở dương design robust testable maintainable maintainable ai biết bắt đầu là bao dương phở mà chỉ muốn đó như thế này live data view model room này actual mapping object mapping library chẳng room nâng vì cái chỉ actual object mapping library thì tiếp nhóm nâng dạy ra object mapping library nâng bên đây mình
chẳng kể kể bậc ca má đầm bấy ở với boilerplate code hay nghĩ xuống không ca convert actual theo bộ data từ chỉ môi năng Java object hay bị provide đưa ở compile time check này actual line statement hay bị ai integrate chỉ môi năng khang phụ line data FC nữa. Chúng bỏ tới slide vô mình. Ok, chẳng lẽ cả nạp xe là bỏ rúm nâng dương ban score khác là hãy cứ viết validate nơi actual statement nơi compile time hãy viết ai integrate cho mùi nâng Android architecture component xe tiết hay nâng ở đây đại biểu xe chính kê bảo viên nó cứ viết chia vào phép Object Relational Mapping Library chẳng đôi nhận khăn ông lý do kê mình đá cứ dưỡng pra room nâng đầm bấy và chia ca sạch xe câu chớn hay nâng nghi số phương ca convert Actual Line Table tới cánh Java Object ok lấy nâng bởi dân chỉ dưỡng ở toàn miên phở room Persistent Library tế dương thật sẽ câu chuẩn là mình tên đối với cái ban mention dân cứ avoid boilerplate code boilerplate code nó mới thay dương perform càng nghe nào mối vẫn tái dương thật sẽ câu chuẩn khăn trên trong trong phụ dụng này dương ông P ấy tới cái chi ô ẩm chắc môn năng dương vô không ca phở phải room session library ខ្ញុំបញ្ចូលសូមបញ្ចូល ORM សិន ORM មកពីពាក្យពេញថា object relational mapping វាមានលទ្ធភាពធ្វើអីគេ map database object ទៅកាន់នឹង java object ចឹងខ្ញុំ create whiteboard មួយឲ្យគ្នាមើល start new whiteboardนี่เคยเหลือสกรีนนะไวบอร์ดชิมาเสียជាងខ្ញុំមើលទៅកាន់ whiteboard ហ្នឹងវាឃើញអាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាណាបាទលោកឃើញអូខេជាងខ្ញុំចង់និយាយពី ORM Object Relational Mapping តើវាធ្វើការ map បែបម៉េចនេះលទ្ធភាព map database object ទៅនឹង Java object ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានខ្ញុំគូ shapeAnimate sticker node Nì Thông mà đáng là khăn ông Đây tập bè môi môi cái mình thay bỏ cái ủa thì họ thay cái mình thay bỏ student mùi cho nên không student nó mình phía là ID name age gender mà chẳng biết với cái map database object tên nâng Java object chúng mà dân chỉ không cha mang học chữ dưới mình dương thở phởi cái class đấy class student nhưng mà bố dùng miễn integer id string name string
Enter age sinh gender chẳng mà chúng như miền setter nâng getter nhỉ. Chúng room nâng vì miền là tập hiệp thôi cái này vì miền là tập hiệp thôi cái convert class này tới chia database object được go dương dạy ta database table. Chúng mà dân chỉ dương phở database thôi mà đây một tiêu thay là nhóm phở actual align cho nhóm thử tới bậc cao database sân một nâng dương mà phở cho một nâng class nhé bậc cao database sân nè các ông mà thay nhóm miên đi bì mối một chấn không đi bì nâng miên table student student table hay miên field id name age gender chẳng màu dương bậc cao database dương bậc cao ấy họ hơi dương bậc cao class không ủa tiêu hoa thang không chào vai cho tới nhưng kinh tất cả anh chịu lại tam chơi DBC được gọi em mọi thứ chẳng những thật dây câu trở anh khang mình tên cư dân mà handle khang đẹp bè này hỏi dương mà handle khang chào vai cô thì tiệt dương ca khá bằng đăng hai ở toàn bà này dương tư kinh tất cả đẹp bè này dương vô app bỏ dưỡng connect tất cả đẹp bè trong sân tiệt còn lại hai ấy dương thôi ca tin là ta mau dương sẽ query điện query đầm bay tin là ta nè bị thay bỏ thì mau tin là ta bị thay bỏ vô mà đặt chỗ nóng app bỏ dương chẳng tin mau ba đừng ót hơi dương thử loop bia tam collection tam row tam ấy dương máu bàn vô mà đặt nó không object mùi chẳng flow bị chờn client mình tên chúng nhom ở đăng tải cái dương club mini experience cho mỗi đăng ca cái này tất cả đều bài tam bộ lớp lệ cầu chẳng ở thế và ta nhom ở cầm tha ví dụ phần đăng ai cái này dương vô lớp đặc biệt là dương ở đây tập bài thông mà đá đôi sợi actual line được còn mà actual ấy dương thời thôi ca nghe chọn bốn cả đi bí thêm bộ dương miền app bỏ dương connect tất cả đã được bài đăng hái bàn dương query không cả tin đặt ta máu vô đặt cho trong application trong vi chuẩn có vấn đề chỉ mỗi nâng room system library dương mình dương ở thời ca trăm bạch connect app bỏ dương tới chỉ mỗi nâng db này ở đây là dương thời thứ cứ còn tập vào cát khác phần này máu hai dương pra nơi annotation là bỏ room persistent library cái này dương score là annotation cứ bắt đầu là nhà add của tiêu này anh ấy mention annotation mà chỉ nói là hỏi dương còn là bậc cao class student mới máu đã fill để dương trong ban máu hỏi dương đặt annotation entity bây giờ dương ran tới dương từ tour ban đây là bài mũi đã miễn theo bỏ student vô mà vì vô chung một tam khai bao giờ mà ok à lấy những ấy để kê dễ tha vi chia object relational mapping bên này tha vi map object bao dưỡng tới chỉ mũi ở khai tới chia table đây là bài table nè object bao dưỡng nó không java code nè class student chứ student nó không mà object với mình miễn id name age gender thế chứ vi map mà class này object nữa tới chia table chẳng khác nó không java code bởi dưỡng không android này vì represent out table mùi ok chứ nhưng còn là xe bằng nắng nhưng tôi ban table mùi bà đã chẳng dưỡng cắt bật thôi flow để những ban mention môn năng chẳng hình là tất cả đây là bài được có thơ em xin chứ hãy chụp buộc query táo dưỡng nơi tạp hở query từ đại đọt query cứ dương là tập hợp chân bên tay còn ta dương ai bật chia không cao thở hoa đi chọn tôi chỉ khang get khang insert delete update ấy ok dương phở tả nổ trên sân kia tới cứ ok ta bởi dương trong custom mình là cái này con insert này thám dương thử custom query chứ gọi là bia dạng ná cứ thì mỗi bia chia object relational mapping cứ viên map bị Java object bởi dương tới chia tới chỉ mỗi năng table này
chứng không mà rô mà rô mà object box student small nâng one record of table chứng one record small nâng mà rô này table chứng này score table database cứ we represent chỉ là cái nạn table chứng không mà chua này table kê hai tham mà record chứng mà record nâng với small mà object box java dừng chứng we map này là cái nạn chứng chúng vì màn handle ở dương ở hỡi chứng nên là vì chuyển đổi không can develop ở dương này ok chứng chấm po ở ô âm nè mình chừng ở đây ạ lại nó toán add xua ở lời nâng bán đẹp bọn chỉ muốn ô âm phù dương vô ô âm nâng hai bàn dương ở room nâng xuống tỏ lữ mình chừng ở đây chỉ muốn nâng ô âm xua add xua xong bàn khi nhìn bỏ từ bài bọt hay cho nó xây tiết với add integrate cho mỗi nâng component xây tiết bao Android architecture component chẳng hạn này vì mình bán fit chọn vì mình miễn tạo ổ âm nâng mùi thì tiết bê demo đó nhưng nâng show dương và time điện lấy mấy xùm nô ớt khi chúng em to tôi một tí nữa nè chưa slide chẳng chỉ mỗi đằng room database được gọi room persistent tool nữa cơ về miền component bảo vệ đại trong ca follow the time instruction bảo vệ đồng bay access the can đồng bay dương thở feature bảo vệ chẳng thì mỗi cái dương thử bậc cao entity nè chẳng entity đôi đà nó không vai bỏ đầy nhóm show chẳng nè class mùi muốn cái hai thằng entity chẳng entity nó không chào ba cô bảo dưỡng nâng đồng nán nâng class đôi chia thêm bỏ nó không đạt được bài chúng dân còn là follow the time step bởi vì dân bậc cao data sẽ học chuyện mới đầm bay persist change back to db mà nên là dân chọn miền ấy prior pro modify add data tin data rồi có update để đấy chẳng á này chẳng kia bậc cao data sẽ học chuyện và tòa mở kia thời bậc cao room đây là bài mùi đầm bay tới get data sẽ học chuyện đang hỏi vì dân ai thưa ca là lớn activity dân bạn chẳng ra off the app nó như vậy pi khang app bao dương này chẳng thiết dùng khăn là bó rúm mình bấy bấy nâng mình nâng cứ nè entity mối data sẽ object mối nâng rúm data bài mối chẳng entity thì mối data sẽ object hai cách thay đảo hay nâng tí bấy rúm data bài dài hai viên thay chế data bài chẳng thiết dùng khăn là bó rúm mình bấy nâng hay dương thở thơ tam step bọc kia nâng ok chẳng dân mà score entity sẵn entity đồng nàng ao ý thay bố nó không thể tập bài chẳng room bà cao thay bố sẽ mẹp khá ná đồng mến entity and notation chẳng bà dân chỉ khá ná mùi để dân bà cao nó không Android application bà dưỡng dân ọt bàn đạc notation entity tế vì ọt bàn lại nó chỉ thay bố nó không thể tập bài thì chẳng toàn là dân đạc notation entity chẳng feel nó không khá ná đá dân đạc notation entity nó lực là nâng hói vì tầng ở bỏ viết tầng class được chiếc column nó không thể bỏ nè đôi cái lại như chẳng field id tầng class được chia này field id tầng class được chia column id nó không để đọc bài field name tầng class được chia column name nó không thể bỏ student chẳng này viết to và to không hai chân mà to đấy này chứng anh ấy còn là cái bị chạy tha entity class mồi muối vì còn là chia model sản phẩm đầm nắng oi one record nó không thể bỏ na muối
chẳng biết tục nó logic ấy cái khái nó cứ khoản ta chia model khái năng ấy chẳng nó không ca bạc ca khái rư nó table nó chỉ thông đá dương ta chỉ ngó thang bà thân chỉ room system nó cái trong trong thể sinh thức bị thường mạch chứ nó không nâng cái viên miên dương ai đạm foreign key được có index primary key dương dương trong primary key trong ấy dương đô table name ấy của bạn này dương ai ở mình đây bạn tam attribute bảo viết nó không entity này ok anh đang chân nhung đằng sâu nó khang thì mẫu chương trình point notation primary key cứ dương sầm mẹp bản thân thì dương cho ngồi field name mỗi class thì primary key dương đại notation primary key là lượng field thằng thầy chương trình tiêu ho lại đi chứ dân thì dương đại notation primary key auto generate true là lượng field này chứ field nó là class để chia unique id đại hai tha primary key nó không đại được bài dương nữa đại auto hay bây giờ thì dương trong provide column name same p field name không chào vá dương ai đặt notation column info hai bây giờ chia field name mỗi nó không mà để khai bảo dương nhưng mà trong ở bên khai tôi chia column nó không để tập bài room mà dương tế dương đặt notation ignore chứ để bỏ một cái này bây giờ chia gender này dương ở trong ở bên miền nó không đi tế dương trong có mà về miễn những đã nó thế sân ignore nó bị lơ đằng này chẳng vì đằng auto nó lại như thế vì nó mệt vì apply tới chia column nó không table đằng thế chấm po embedded kê trong giấy pi ca đã chia nested field ai reference directly nó không Azure query có thể là than nó không class mới mình tục class mới tiết để chẳng nè dương phở nó thế sân embed ok chẳng đào đào nâng cứ chỉ biện can lấy data set object component bỏ room chẳng những chọc entity nhưng cho đào đào data set object nâng vì mình tu này tí thôi kì vì mình tu này tí bọc cá method data set thực can database chẳng method data set thực can database nâng cứ chỉ method tự tam can nghiêm bỏ dương chất đầy ổ tiêu hoa thay dương miên dương chọn query dương chọn insert update delete ấy này dương bậc cao method hãy follow the time annotation nên một nghiêng mùi mùi bảo vệ chúng ta chẳng nâng nông Azure Align dương phở cursor object tại nâng nông room dương ở thử phở cursor ấy dương phở query đầm nạn chẳng query đầm nạn cứ dương phở annotation ổ tiêu hoa insert chỉ thôi mà đáng nâng nông Azure Align dương insert into table này chúng ta table name thấy dương đặt bao data dương chồn và đây là cái nông room ở dương dương ở c Azure query dương thế cứ dương phần notation dương còn đặt insert tới dương bao data type dương chồn tới cứ ok vì insert chồn nó không đây là bài table này ok trong component tiếp bấy đã xong khan dịnh kế không cap shop đạo bờ dương nâng tới can app bờ dương chân dương hoàn toàn sẽ mạnh tích thằng phim mạnh tích mắc cứ ok cứ dương tục biến không đạt được holder chứ anh ấy còn là chi instruction là dương bậc cao đạt được bài nâng cứ khác là dương bậc cao chỉ đạt được bài holder thở đạt annotation đạt được bài hãy dương thử follow tam lại khăn khăn cổng gì class nắng thử bậc cao chỉ abstract class hãy extension p room là database hãy bị tục lên là entity đã bẹp bọn được nắng database class là miền notation hãy bị tục abstract method đã miền là human là return class đã nấu thiết đói đã interface okay. Tổng mắt dương ai thuê ca ở prior instance một vía dương room dot database bị đời chẳng mà chứng bởi vì mưa nó khang demo nhưng đằng tiên viêm nó có lại condition với mình ok nó không slide này cứ
dân thật ca add dependency môn nâng phở room persistent dân add dependency hỏi pi nâng và đó mới dân bật cao mà đẹp là nâng entity khá mà dân đây là những chứng thì đặt entity khá item chứng item nâng thằng khá chia table item để mình chung một chứ mà sân thì dân đặt table name thì vì nâng follow the tam class name hay nên cái trong ID này khá chữ primary key chứ người đặt annotation primary key chân là thích true chân là bây đá name nâng quantity thông mây thở ban insert ID này thở can lang mùi auto được sao vì auto generate đó vì chỉ primary key ok chúng ta đang dùng miền getter setter thông mà đai chẳng hết chương component thì mỗi dân ban cả thay cứ entity component thì pí cứ data sẽ object data sẽ object object cứ dân thử đặt annotation đào từ lơ nặng chứng data sẽ object nó dân thử bậc cao mà chỉ class chỉ interface chứng bây giờ cứ cái đặt cho mua càng nghe hỏi dân và chọn đặt cái tối đào DAO nặng chứ nó không lấy dân miền method mà chỉ muốn này data sẽ chỉ cứ cái lại là store method đầm bấy thơ ca nghĩa tới chỉ mỗi nắng khang để tập bài chẳng bị thơ ca nghĩa mà chỉ nốt như vậy insert update delete query rồi có query tam id mùi mùi chẳng dùng bộ insert update delete cứ dương ai đã tạo nổi tên sân bên đằng bạn bạn ta bảo dân dương trong custom query đôi không lẽ khan chỉ chẳng dương miền vé dương miền select guy from item chẳng dương phở nổi tên sân query chân dân thời trang phở annotation với đại nâng này component tiếp bấy cứ database dân thử follow time rule bậc kê mình nâng cứ tiêm mối dân bậc cả abstract class class nâng thử tai chi abstract class hãy thử extend the can room database đọc bê tiếp bấy dân thử đại annotation database về đại entity bảo viết li tới căn class này đại annotation đại entity này chứng nhưng mà bậc cao item class mùi hay nhưng mà annotation entity này lớn nặng ok đặc biệt này version như đại mùi nhưng mà dùng chạm version này đại đặc biệt bây giờ hay step tiếp bấy này condition bảo viết thở miên abstract method mùi đại return type bảo viết chia type box đảo đảo interface chứ như thời return item đảo tầm bay initialize những youtuber ok chúng toán á chứ nó bây đại dương initialize đã tập bay những youtuber cứ kế vô room dot database builder context app database dot class anh ấy cứ class đại dương là nội thêm nào database á anh ấy hiện đại cho mua ai đặt bài vào dưỡng khi hiện đại tham ID bí dot allow main thread query nâng dot build dương biểu bên nâng háo dương nâng initialize object box add đặt bài nâng bài này và top initialize add đặt bài nâng bán nâng không add đặt bài nâng dương mình miên này return the chia item đảo cho item đảo nâng chỉ nạp tốt method đạt xét thức cánh đặt bài chẳng dương initialize nâng mà tăng tiết dương kẹt viên màu hỏi dương ai vô ai thâm đạo nó từ dot cái gì dot insert dot yeah, dot insert dot update dot delete đến bài này ở những demo đang ở kia dương mở bước cao project thứ mấy mũi đã chúng ta thả room chứ nhưng sen library
dependency cho không nắng chứ dân thờ add dependency dân thờ là slide đấy chứ dân ai chơi các bạn đấy chứ dân xin với tất dân xin hỏi dân ai thờ vẽ room resistant library các bạn chứ tìm mối này component bỏ rốn mình bấy thì mỗi anh thấy thì biết được ta sẽ học chiếc hai ca thành đảo thì bấy nâng đợt bật lại cho mấy đại dương thở thơ môn kê phép quan trình môn năng rùm dương thở kết tha ta dương trong ban thay bỏ muối đã miễn phí lên kia lại chứng mấy đại dương thở thơ môn kê cứ dương bật cát anh thấy lại có tiêu thà lỡ nhóm thơ phép quan trình môn năng product nhóm trong bật cát đây là bài mối đã mình start table product chẳng nhận thử follow môn kê đảm bây gồm mọi click cứ dương thử đạn notation entity tôi thử dương đạn notation entity bằng khai nắng khai tư chia table nước nông đây là bài cho vì mình option là dương mà chỉ nốt mà dân dị dương trong provide table name thông mấy và nên thay bởi dân dị dương provide table name thông mấy tế viên nằm follow the time cho một khai nắng này chẳng nhận đạn table chúng nó bây giờ viết bậc cao tập bé thay bộ là viết ở chmua là viết vô tập bậc cao nó cứ vô tam này tam string nè chúng là chúng cho đặt phiên sau tôi mình đặt product ok chúng như miếng field id như miếng string product name hay là double price cho mình xin chỉ dương trong đại primary key dương đại primary key mà auto generate smart true cho nó bây đại dương bật chỗ dương bạch chỗ id chỗ để phủ id nó bị auto insert hay nó generated ai bật xin chỉ dương trong đại column info này column info cứ per semap đo đôi table name đấy nó bây column cứ đo column name tất cả field mỗi lần trong một dân thì dân ở bắt đầu khởi lầm info tế viên năng chạp vô chứ mô phiêu năng tạo dịa khởi lầm màu chứ như đặt name máu chứ như mơ name chứ name bảo kế cứ vô default field name chứ mà dân thì dân ở bắt đầu name tế cứ viên năng vô product name client thì chứ field name bảo tại là bệnh chứ là chúng đặt tha còn đặt thân name thôi mà đây chẳng đã về vì nó không thể bỏ chứ đặt vấn đồng mà hè khổm nhưng mà trong nhưng trong rồi bia đi khí nía nó không nít price nó không thể bỏ price đài ok cho mà sẽ nhìn không khai thai dương miên string import thịt đẹp đi chăng đây mà sẽ nhìn phiên nắng nhưng mà trong client thì chia ở trong ở bên client thì chia phiên nó không đại được bài tết nhưng đại ignore như thế okay. Toán đó này ok và to mà tiết dương bậc cao constructor bằng tay dương ở đại id thế là sai id nó auto generated ai sẽ mình đăng tiết dương bậc cao getter setter ok nhầm đặt to string một tiết to string dương tốc số chờ lớn đi nhưng còn đặt vơ chìa introduction basic demo đó như dương chúng thì mỗi nhóm bài bậc cao entity của chúng ta thì follow the time nữa mình class dương đặt id field máu hay pro configuration mà chúng luôn tất cả class này hay entity này complete đặt annotation entity dân dự đặt tới viên nâng mình class thì chia table nó không thể tập về thì bây giờ thở bậc cao đi kì bậc cao interface mùi đại interface nâng và chọn đại cái tối đảo hai ca nghe bảo dưỡng dạy bi product chứ nhưng đặt product ra
cho vậy đây thử thư môn kê nâng khăn nâng đập bây của mọi click dương đạt annotation về hai mà annotation đào chân dương đạt môn kê là của mọi click chân đào đó lập non tiết cư dương person map tục method là xét thức cánh đây là bài bây giờ cho lỡ chúng trong miên method insert product chứ nhìn full insert product nhưng mình insert by object phụ dân phở entity nè chứ entity dân dân insert my entity tâm mộng lên trong update update product nhìn đặt pin đang xanh rồi product hai mối tiết nhưng miền list này product cứ nhóm trong get all product màu chẳng get all product nhưng thật store về trên lý hết tạm phòng đá get all product chẳng dương thật hiện phở cái hiện phở notation dương trong insert nó không rúm số này dương còn đã notation insert mắc chọc lại tập phần không à ở đó nhóm ta insert motion chẳng nhóm còn là ta insert motion. Ok, chứ những chọc càng nghe chỉ mùi nâng đảo vậy. Nâng sau mùi tiết cứ và cắt class đây là bẻ. Chứ những đặt thả room app data bẻ. Chứ những thử trang này thì mỗi dương thử đặt notation với chia database. Hãy dương phát đo entity về việc. Chứ entity nâng cứ chỉ ấy kì. Nhi ở entity với mình là class. Mình là class đặt class mà. Chứ là sao ta class dưỡng mình tầm mũi vậy. Entity năng product. Chứ như đặt ta product class. Mà dân chỉ miễn tiết dưỡng đặt đi mà. Ôi mà ta item dot supplier dot class chẳng á. Chứ là sao ta entity dưỡng mình mũi. Chứ như đặt ta mũi. Vâng dẫn nhằm đặt viên mũi. Ok. Condition nó không lẽ khăn nó không đặt bài class ní cứ tìm mũi là notation. Hay dưỡng đặt entity ở phía thì bí dương thử cầm mặt với chi abstract class hay đấy mà dương thử đạo với chi abstract class đó sai ta thì khoai mình dương khang khỏi kế cứ dương thử miến method mùi abstract method mùi đã return product đạo return đạo thực căn chính đạo cho mô với product đạo chứ nó sao là class thôi mà nè ở đây tục abstract class ba này abstract method ba này chứ chỉ hai nó mà class nắng được cái abstract này chứ nó cho một dân chia interface dương miền pi miền bấy chứ dương return thay món abstract public abstract supplier đào chứ nó hãy nick mua hơi màu get supplier đào chân mà đào nó cứ tốt tới đào method đã connect hay nâng thuê ca chỉ mỗi nâng database table ok vô lại nâng chân là sao dùng mình tầm mối chân dùng đại tầm mối ok bằng nâng hay dùng chọc ca nghĩa không ca bằng ca component đằng bay rồi bỏ room database cho vậy là dương thời thơ trong gọi kế cư dương vô với mở execute per cho nằm bay per bẹp với bán cư dương thời initialize với sân trong initialize với dương initialize chênh bí app database môn trong app database nâng cư nhóm đã database smart room dot bây giờ dương import như này android dot room dot database bây giờ chẳng những bác hình thạch áo thì muối thì bí cứ database class chẳng database class bởi dưới mình chung mua app database app database dot class thì bấy cứ chung mua thì bì dương chọn đại chung mua cái đó ấy database bởi dưới chẳng chọn đại chung mua thả mydb
chẳng bằng toàn chọp tế dương thở biểu với sân chẳng môn nâng biểu dương thở allow men set for reason dương click extend dương click extend room database chẳng vì error cái dương extend hai việc mặt này chúng ta tập bài nâng nâng biểu trên máu nó phải đặt biểu trên máu bán em đặt bài nâng tục ý kì tục interface mối đặt phơ ca tới chỉ mối nâng đặt bài chẳng dương từng kể tại nâng máu dương initialize product DAO đặt thay product DAO smart database dot get product DAO chẳng nâng 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 dương ai thơ ca bán nè product DAO dot insert product dot update product dot get all product nâng cho lỡ nhóm còn là ta insert production tế chân nhóm loop insert một tế chân nhóm loop mũi integer i small zone tổ chương dot hai bộ bộ chân nhóm loop add dot data chân nè chân nhóm phơ ca add nhóm bậc product mối object nữa chẳng nhầm vô new nhầm set id ở bìa chẳng id id mạch set đi các new product chưa bạn này chương trình thuộc cái rất lấy thì mỗi cái string product name chúng ta thà AA bộ ai tầm một tiết price của viết nhưng do mùi cho mùi con đường ai chương trình trong add product tới chứng không mà đặt nó nhóm thua ca dương bậc ca object mối dương bỏ object nó máu hay tỏ mắt thua ca insert rồi đặt insert chứng do product đảo dot insert nó chứng dương bỏ product nó chỗ chứng viên đặt thua ca insert product vào dương chỗ này cho lời nhóm thua ca rằng chứng dương toàn đại UI chỗ này dừng lọc về mơ sẵn nè ok chân tôi định nhóm mang vậy môn năng chân cư rung này tập bác dừng tầm mơ lạc làm sao biết ấy bằng VR vì mình actual validate nó compile time chứ mà dân chia này nhưng compile với pop VR với thay method bỏ dưỡng nó không đảo dưỡng thử có đó là notation aviation chứ là lỡ nhưng bật về nhưng mà toàn trong thơ ca như vừa về ok trên máy chọn mình là rời tế bằng cái thay dưỡng insert sạc xe hệ chờ lỡ nhóm chụp insert đây nhóm phơi cá get all mà đâu thì nhóm bật code insert nó chỉnh chứ nằm bay get all nhóm thử mở và cá này chứ chấm po get vì admin annotation get all ấy thế vì mình ta annotation query mỗi sự mẹp custom chứ nhưng không nắng như thử xe actual query chứ select cái from table name chứ chúng sẽ chạy cái này dương chẳng phù actual keyword cứ dương đã so thông nữa mà chứ table bỏ dương product chứ mẹn product so thông ấy nè để ra dương cầm nọt cho mua viết thì so tội chứ select cái from product chứ chúng tôi càng hào này nè cho mặt đó nhóm mà
product tao dot get all product chứ nó bây giờ get all dương từ tua ban lý này product này chứ nhưng mà cả lý product mỗi sự mẹp store lý này product đang tiên mau bị đây là bài chứ nhưng mà vô product lý nắng dot to string có những rán mơ mơ ồ, ớt khơi yên tại sao màn lọc cái nhìn lọc mơ lọc biến không on create hàng đó tiết insert bia on create chứ những khơi này nó không nè không lọc á nhưng ban insert cả muốn nhưng ban insert cái product name AA bột ai chứ nhưng mình insert pi zone từ đó đáp từ đó bốn chứ này product AA zone AA muối rồi hô từ đó AA bầm buồn hay price nhưng cho môi môi con ai chứ môi chữ môi con ai môi chữ môi con zone trên zone môi chữ môi con đồng mối trên môi chữ mối về chứ mình load tam lên chứ mà chúng ta ta ca và ca đây là bài bao dương và ca theo bộ là xe dương insert ấy ba sạc xe oi nè chân lưa nọt nó không nè nhưng mớ con lại bao nhóm bây insert nhưng mà xe query chở này nè nhưng còn ta đã nổ tên sân insert nên lưa mấy giờ bao nhóm cứ chọc càng gì hãy đọc bây cái này đi nhóm bò ca measure nâng mà measure nâng thời ca object product chứ nhưng bóp product nó dương bậc ca anh ấy đưa dương initialize object môi môi chứ này dương initialize với ta và selector á chứ người ta vào dương cứ ca chỉ mỗi nâng đây tập bấy còn là dương còn phải hái lươn lươn sang một tên ta lỡ như ta delete product update update chứ cho update nhưng còn là đã notation update mất hay okay. Chứ nhưng update product nó một tỏ lỡ dương mơ lock á nhưng ở khi dương mơ nó tiết lỡ dương update ID thì mua nè nhưng đồ product name nâng product price chứ chứ nhưng màu thẳng nế chứ nhưng bật code insert chứ muốn nâng thôi ca li màu với nhưng update sẵn chứ nhưng vô product đáo dot update product chứ nhóm phật new product chứng từ sai ta product và dương update dương thời ca update tam id đài chứng dương phật constructor một điện máu đặt từng ở mình id chứ nhóm ông trong update product ti mùi chứ nhóm đặt id mùi máu mùi product nếm nhóm đặt thế meal ok price 5.4 đô la chứ nhóm update hết nhóm lên màu bình chứ tôi bốn nè và đặt price dưỡng xôn số nó hay nâng và đặt ném AA xôn rắn room cannot pick a constructor sin motherboard as it will ok, nhưng thôi chờ mình, thôi chờ mình constructor chọn pick việc ai mình để ban tế chẳng dương đồ stái cứ dương vô product dot set id là nghệ mùi nhưng thôi chờ mình
constructor từ tí này. Chân cái này nhóm đã new product này. Chân vô product dot set id lệ mùi nhưng trong update thì mùi chứ nhìn set name thơm ấy set name đã tham miếu product dot set price nhìn đã thêm chú học mùi đó chứ nhìn bỏ product đến chỗ đầm bấy thưa ca update chứ như mơ này product đi mùi thật ban update này. Tới chiên ném miếu hay nắng rai thêm chút mùi chứ dương sửa xe ta vì bởi chú ấy nè dương update đặt ta ban không đặt bật lươn sang mình thế dương xe ta khang cha ba cô thế nè chứ dương trong delete ấy được kia chứ dương còn đặt đặt delete ở nấu theo sân máu gói delete product chứ delete 8 object nó mỏng chứ người ta một chuyện nó lớn nhưng nó là tim môi năng bình chứ lại nếu đại trí delete product bình hay nhưng trong khi đang bắt product tim môi năng ok chẳng bắt đấy nè mà đó mình là product tim pi tới chẳng lớn nữa lớn sáng nữa nhưng vào bạc ta còn fix được bộ màn tính hơi về nhưng thôi cao một viết lớn chứ mà dân dương trong miền messer đây tiệt hai mẫu tiêu ta dương miên là Mr. Get Product by ID chứ dương mình thử được thân chia product thế chứ mà không chỉ cạn là nấy bài bằng chứng dương trong custom query dương đặt query mà chứ query annotation nó cứ bởi cho mẹp custom query chứ dương select guy from product table về cái field name phía nam một cái cứ ID chứ nhìn sẽ về ID smart ID chứ mà trước trong ca bỏ này tới những bậc cả chứ mất ok trước trong method nó nhưng còn là bỏ ID máu về năng từ query này select cái from product về ID smart ID này chứ như đã cho pin nó bị mốc nằm bay xong qua thay lấy chìa ba máy để dương vô mà bị khổ vô đã cho không khỏi đi chứ cái nghe chung mùi năng rúm xuống xuống khai mình tán cứ dương cần phải tập phần năng ấy cứ viêm mẹp chứ ngày nắng nhau một tia hồ phần năng sấn nhưng mà tia hồ tạc hàng ở ở toàn mình dụ ai thì chứ sẽ nhưng nâng vật to tia hồ mùi tiết dương implement mà cứ đốt hai dương đặt như chỉ muốn được size cơ view dương lập size cơ view đây ok lỡ mình chừng nào đây ớt như dương